Hello, Hoàng rất là vui khi được gặp lại anh chị trong video ngày hôm nay. Vị trí mà Hoàng vừa đang chạy đó là ngã ba chợ Cao Su, thuộc ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Bên phải là một cái trường tiểu học. Vị trí này thì chợ, trường học, bưu điện, cây xăng, ủy ban dân xã, bách hóa xanh, đầy đủ tất cả các tiện ích ha. Và từ vị trí ngã ba chợ Cao Su đó di chuyển về cái sản phẩm bất động sản ngày hôm nay là một căn nhà sân vườn đang kêu bán gấp. Và cách ngã ba chợ Cao Su mình vừa chạy qua là chỉ khoảng 1,5 cây số, và cung đường này hiện tại mình đang chạy là cung đường liên xã Long Giang Long Phước, quy hoạch lộ giới 30 m. Tới cái biệt thự Hoa Sứ nằm bên tay trái này, mình sẽ quẹo vào một cái cung đường nhựa quy hoạch lộ giới 20 m và chạy thêm đoạn độ 500 đến 600 m nữa thì sẽ đến ngay cái căn nhà ngày hôm nay đang kêu bán nha anh chị. Nói chung thì anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư bất động sản, hoặc là có nhu cầu mua nhà để nghỉ dưỡng, an cư tại một vị trí thôn quê nhưng mà đầy đủ tất cả các tiện ích, thì ngày hôm nay sản phẩm này sẽ phù hợp với anh chị. Và đây là vị trí trước cửa căn nhà của mình ngày hôm nay. Khu vực đông dân cư, thuê đất đẹp, nhà cửa sẵn, quán xá, tạp hóa, quán sửa xe, cà phê thì đầy đủ ở vị trí này luôn nha anh chị. Và vừa rồi thì Hoàng đã xây một vòng xung quanh cái mặt tiền nhà của mình. Cái hướng này là mình vừa chạy vào đó anh chị. Đường liên xã Long Giang Long Phước cũng như là chợ Cao Su chạy vào trong đây 1,5 cây số. Quy hoạch đường này là lộ giới quy hoạch 20 m. Còn hướng này là chạy vào tiếp tục là khu dân cư cũng như là sang cái địa phận của xã Long Khánh giáp với xã Long Giang mà nhà mình đang tọa lạc. Và đây là căn nhà của mình. Mặt tiền là 16 m, cạnh này vào là 70, mặt hậu là 16 và cạnh này lên là 67 m. Thì trước khi đi vào review chi tiết, Hoàng sẽ cho anh chị xem được cuốn sổ của lô đất này. Đây, trên màn hình là sơ đồ trích lục của thửa đất rất là rõ ràng. Hoàng đã note lại các con số và diện tích cho anh chị dễ hình dung và dễ nắm sau khi xem hết cái phần này để review thực tế. Các góc cạnh thì Hoàng đã note từ vị trí số 1, số 2, số 3, số 4 và chiều dài các cạnh ha. Thì hướng đất của mình ngày hôm nay là hướng chánh tây, nằm ở mặt tiền đường nhựa đã thể hiện rõ ràng anh chị. Thì phần mặt tiền của mình tiếp giáp là từ vị trí số 1 qua vị trí số 2 là 16 m. Hai cạnh dài xuống, một cạnh là 70 m, một cạnh 67 m. Và phần mặt hậu cuối cùng là vị trí số 3 và vị trí số 4 là 16 m, bằng với phần mặt tiền từ vị trí 1 qua vị trí số 2. Trên đất thì có một căn nhà cấp 4. Ngoài ra thì toàn bộ là có mái che và nền xi măng. Ở phía sau thì có nguyên một cái sân vườn trồng xoài. Và tổng diện tích sử dụng đất của mình ngày hôm nay là 1.092,4. Trong đó thì nó có hai loại đất nha anh chị, một loại là đất trồng cây hàng năm khác BHK và phần cây lâu năm. Đất của mình là quy hoạch khu dân cư được lên thổ cư nha anh chị. Còn hiện tại đất của mình thì chưa thổ cư. Đấy, thể hiện khá là rõ ràng ha. Đó là phần thông tin trên sổ. Bây giờ thì xin mời anh chị theo em quay ra ngoài thực tế để review cận cảnh căn nhà và đất của mình đang kêu bán ngày hôm nay. Và đây là cái phần mặt tiền của căn nhà mình trong đất nha anh chị. Đấy, xây khá là sâu vào trong để trừ chừa cái phần lộ giới khi mà sau này đường mở rộng luôn. Còn bên đây đã có hệ thống mái che và nền xi măng khá là rõ ràng. Bắt đầu từ vị trí này, kéo dài qua đây là 16 m mặt tiền ha. Cạnh này dài vô là 70. Đấy, hàng rào thì toàn bộ xung quanh đất kéo kẽm B40 đàng hoàng nha anh chị. Đấy, căn này dài vào là 70 nè. Còn nguyên cái phần mặt tiền của mình là 16 m. Tiếp theo, bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong cái khuôn viên đất và căn nhà ngày hôm nay. Thì Hoàng sẽ quay bên ngoài toàn vẹn miếng đất xong rồi sẽ đi vào bên trong căn nhà review chi tiết cận cảnh cho anh chị xem. Ở phía trước này thì cũng có hệ thống mái che, xây tường hai bên. Và năm cái cửa sổ thì ở đây mình có thể giật dách lên, có thể làm được 3 căn phòng ở phía trước này nha anh chị. Còn không thì mình có thể mở quán cà phê buôn bán hoặc là bán tạp hóa ở phần trước này luôn. Bên đây thì có xây nền móng bằng xi măng nè, rồi hệ thống mái che bằng rạp sắt ở phía trên. Bên đây thì mình có thể để xe hoặc là kinh doanh dịch vụ rửa xe này nọ, bên đây cũng khá là ổn anh chị. Bên đây rất là rộng luôn, dư diện tích rất là nhiều. Cái xe bò, xe cổ này á là chủ sẽ lấy lại nha, không có để lại cho mình. Nguyên một cái phần ranh giới bên đây kéo dài 70 m, đã được xây nền móng cũng như là xây trụ bê tông kéo kẽm B40 khá là rõ ràng. Và đây là căn nhà cấp 4 trong đất của mình ngày hôm nay nè anh chị.
hệ thống kiên đà khá là kiên cố. Tô thì chưa hết được cái nhà nha anh chị, chỉ được hai phòng ngủ thôi, cho nước mưa đừng thấm đấy. Còn hệ thống kiên đà như anh chị đã thấy lộ thiên rất là kiên cố ha. Rồi mình sẽ đi dài xuống cái phần hậu phía dưới cho anh chị xem. Trong đất của mình thì có một cây dừa và khoảng độ 4 đến 5 cây xoài nằm ở sau ha. Và diện tích của đất của mình khá là lớn, có thể anh chị về trồng thêm các loại cây ăn trái mà anh chị mong muốn ha. Đó, rất là nhiều cây xoài ở phía sau luôn, nguyên một cái vườn xoài. Rồi mình đi tới đây là ranh giới cuối cùng rồi anh chị. Đó, mặt hậu vẫn là 16 mét ha, đã có cái hàng rào kẻ 40, cạnh này dày lên là 70, mặt tiền là 16 và cạnh giáp nhà người ta bên đây là 67 mét. Đó, toàn bộ chỉnh chu đàng hoàng hết. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi lên trên, sau đó sẽ quay chi tiết bên trong căn nhà cho anh chị xem. Thì vị trí này là di chuyển về Ủy ban dân xã Long Giang, nơi đó thì có trường học từ cấp 1 tới cấp 3, cây xăng, bưu điện là chỉ khoảng độ 1,5 đến 2 cây số thôi anh chị. Và di chuyển về trung tâm của thành phố Tây Ninh là khoảng 16 17 cây. Còn về tới trung tâm thị trấn Bến Cầu là khoảng 10 cây số. Nơi đó thì là cái điểm xuống để đón sóng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh một bài. Và từ căn nhà di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng độ 70 đến 75 cây. Đây là phần mặt dựng căn nhà. Ở phía trên này thì đổ ô quăng thiệt luôn nha anh chị. Cái nền nhà cao lên là khoảng độ 4 đến 5 tấc so với cái mặt đất phía dưới ha anh chị. Trong đây thì lát gạch bông, tường bên trong thì chưa có tô, nhưng mà đi đường gạch rất là đẹp, hầu không có bị lem ha. Hệ thống cửa sổ bảng lớn, và đây là cái view để nhìn ra phía trước căn nhà. Nhà của mình xây vào bên trong rất khá là sâu ha. Sau này đường mở rộng thì cũng không ảnh hưởng đến căn nhà của mình. Có hai phòng ngủ, vừa rồi thì là phòng khách với diện tích là 20 mét vuông. Phòng ngủ thì được tô và bê lát gạch lên đến 2 mét, cũng như là có hệ thống tủ âm tường ha. Đấy, khá là sạch sẽ trong đây. Cái phòng bên đây nó cũng vậy anh chị, cũng với diện tích là hơn 10 mét vuông, làm rất là chỉnh chu, tủ âm tường. Ở trên thì là lau phong tôn lạnh, lăng bê rồi lát gạch lên đến 2 mét. Cửa thì là được gắn kiến. Rồi bên đây là cái phòng bếp của mình rồi anh chị, với diện tích tương đương với phòng khách luôn, cũng khoảng 20 mét vuông. Đi rất là nhiều cây kiềng nhà ở trên ha anh chị, đảm bảo tường của mình khá là kiên cố và chắc chắn. Nhà này thì chắc chắn anh chị về là phải tô với bê và tô điểm thêm cho nó đẹp theo cái nhu cầu của mình ha. Đây là cái view phía sau của căn nhà, toilet thì nằm ngoài. Và bây giờ thì Hoàng sẽ bắt đầu từ căn nhà di chuyển thêm một khúc nữa để đi vào bên trong cho anh chị xem được dân cư hai bên. Bây giờ thì đến phần quan trọng nhất. Hiện tại thì chủ đang kêu bán nhanh căn nhà này với giá trị là 1 tỷ 950 triệu. Giá này thì chỉ còn thương lượng nhẹ nữa thôi nha anh chị. Cho nên là anh chị xác định rõ được cái nhu cầu của mình cũng như là tầm tài chính. Có nhu cầu mua thì xin liên hệ với Hoàng qua số điện thoại là 098 1877 139 nha. Xin nhắc lại một lần nữa, tổng giá trị căn nhà giao dịch của mình ngày hôm nay là 1 tỷ 950 triệu thương lượng nhẹ. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip tiếp theo về nhà và đất tại Tây Ninh.